Here you go again. You're no Jack Kennedy. No puppet. No puppet. What's the third one there? Let's see. Đôi khi gây cười và đôi khi gây sốc, các cuộc tranh luận tổng thống luôn có đầy những khoảnh khắc quan trọng. Thưa ngài thống đốc, chúng tôi cũng không có nhiều ngựa và gửi lê hơn ngài. Năm 1858 chứng kiến những cuộc tranh luận đầu tiên được đưa tin rộng rãi trong chính giới Hoa Kỳ. 1948 là lần đầu tiên cuộc tranh luận tổng thống được ghi âm lại. Còn vào năm 1960, các ứng cử viên không cần giới thiệu. Trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên trên truyền hình, ngoại hình rất quan trọng. Phó Tổng thống Richard Nixon đổ mồ hôi dưới ánh đèn trường quay. Ngược lại, thượng nghị sĩ John F. Kennedy có làn da rám nắng, trông có vẻ khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Chúng ta phải đưa nước Mỹ một lần nữa tiến lên. Năm 1984, Reagan đã biến câu hỏi về tuổi tác của mình trở thành: Tôi sẽ không khai thác tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của đối thủ vì mục đích chính trị. Vào năm 1992, có một màn chào đầu độc đáo. Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? 2012 lại có một cách diễn đạt vụng về. Tôi đã đến gặp một số nhóm phụ nữ và nói các bạn có thể giúp chúng tôi tìm người được không? Và họ mang đến cho chúng tôi cả những tập tài liệu đầy phụ nữ. Năm 2020, Biden đáp trả việc Trump liên tục ngắt lời bằng cách: Ông có thể câm mồm lại được không? Joe, ai ở trong danh sách của ông vậy?